Mình thấy bự con cu trên sân bóng anh em. Nó đậu như vậy đó, thấy không? Sân bóng này bả 12 mét mấy mà đó chắc cũng 15 mét á. Ở đây bay đến mình ơi. Bắn đi, bắn lên mình ơi. Thấy không? Cãi em không? Nó mới gái không? Nó mới gái không? Chợ dễ gì? Là gần quá nãy bắn mẹ đi. Kêu Túc đi, Túc bay lại đi. Túc tiếng cu quá. Dễ gì đừng nó. Khôn. Trong đó có con thú, chỗ đó đó, hay đó đó. Nó hay ở trỏng hả? À. Con gì? Con gì ta? Trời ơi, bị chó giết kìa. Con gì? Con bay lại đó, bay lại đó. Lên cái còng này chắc luôn. Chắc giờ thấy đường đâu. Chiều nay dạng mà. Cái cây đó chín á. Cái nào? Kìa. Chỗ giống nó đang chín đèn cho luôn. Kìa đã qua kìa anh. Ê, ui. Ê, trời má luôn kìa, có màu luôn kìa. Đứng nó chơi kìa. Từ từ cho nó qua không? Hay là anh đi vòng lại? Ờ, dây lưới không mày cha. Mà 20 mét luôn. Nó qua luôn kìa, nó qua luôn kìa anh em. Con đẹp vậy. Rồi xong, khỏi bắn luôn anh em. Càng bay càng gần. Rồi nó biết rồi. Ra người ta đó. Bay nhát rồi. Anh mình bắn ra nãy giờ. Học luôn anh em ơi. Học luôn anh em ơi. Học luôn anh em ơi. Đều cào gà cho bắn khác nha.